Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng nhẹ trở lại, hiện tại chỉ còn giảm nhẹ 0,25 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,01%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.876,77 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.865,88 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.878,14 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này vẫn tiếp tục xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,11%, giao dịch ở mức 103,667 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì đang giao dịch ở mức 36.445 đô la Mỹ trên một Bitcoin sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn giữ xu hướng tăng và với tỷ lệ tăng là 0,89%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 3,067% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng giữ xu hướng đi lên với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,27%, mỗi thùng dầu thô thời điểm này giao dịch ở mức 108,896 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất, giá vàng lại lao dốc. Cụ thể là sau khi vàng tăng vọt vì tuyên bố tăng lãi suất của Fed vào ngày hôm qua ngày 5 tháng 5, thì sáng nay ngày 6 tháng 5 giá vàng thế giới đã mất đến 30 đô la Mỹ trên một ounce, chỉ còn 1.870 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 52,2 triệu đồng trên mỗi lượng. Theo giới phân tích kinh tế, hiệu ứng tích cực khiến vàng tăng vào hôm qua chủ yếu đến từ việc thị trường nhìn thấy Fed không quá thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên thì lãi suất tăng đã khiến cho đồng đô la Mỹ tăng giá, lợi suất trái phiếu cũng tăng mạnh khiến vàng rớt giá trở lại. Theo ông Farquhar Zaza Quada, chuyên gia phân tích tập đoàn tài chính City Index tại Anh đánh giá, các nước cũng thận trọng trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ để không đẩy kinh tế đi vào suy thoái. Chỉ cần nền kinh tế hồi phục sẽ khiến giới đầu tư giảm mua vàng. Đó là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước thời điểm này biến động ra sao? Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng bước đến một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn có một phiên giảm rất mạnh. Tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước hiện tại chỉ điều chỉnh giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.940.000, bán ra 7.020.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.945.000, bán ra 7.020.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.945.000, bán ra 7.015.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.945.000, bán ra 7.015.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.945.000, bán ra 7.015.000, giảm 25.000 ở chiều mua, giảm 22.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.946.000, bán ra 7.014.000, giảm 24.000 ở chiều mua vào, giảm 21.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.975.000, bán ra 7.015.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.965.000, bán ra 7.015.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.940.000,
bán ra 7.010.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.940.000, bán ra 7.012.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại thì chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 720.000 đồng trên một lượng quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000. STC Cà Mau mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000. STC Huế mua vào 6.952.000, bán ra 7.028.000. STC Bình Phước mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. STC Biên Hòa mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. STC Miền Tây mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. STC Long Xuyên mua vào 6.957.000, bán ra 7.030.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. STC Phan Rang mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. STC Hạ Long mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. STC Quảng Nam mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại giảm trong khoảng từ 62 cho đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 6.200 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.470.000, bán ra 5.560.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.440.000, bán ra 5.520.000. Hai loại vàng này thì đều giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.335.000, bán ra 5.465.000, giảm 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.955.000, bán ra 4.155.000, giảm 11.300 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.033.500, bán ra 3.233.500, giảm 8.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.117.100, bán ra 2.317.100, giảm 6.200 ở chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.